Dạ kính bạch thầy, cho con hỏi người của mình đó thầy, ngồi cứ hay suy nghĩ lung tung, đó là vọng tưởng, như vậy có liên quan gì đến phước không vậy thầy? Có liên quan gì đến cái phước của mình không vậy thầy? Dạ. Ngồi suy nghĩ lung tung hả? Dạ. Sở dĩ mà mình mà ngồi vào mà hay suy nghĩ lung tung á, thì mình phải nhận ra một cái điều là thế này. Tức là trước đó đó, tức là cái đời sống của mình á, cho nên qua cái lung tung đó mình có thể thấy ra được mình sẽ thấy rằng là do trước đó, tức là mình làm cái gì trước đây đó, mình làm cái gì cũng không có trọn vẹn với cái chuyện đó, không sáng suốt định tĩnh trong lành trong mọi chuyện. Chứ còn á, bảo đảm với mọi người á, là hễ mình cứ làm mọi chuyện mà sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì ngồi lại là hoàn toàn lặng lẽ, không có cái gì khởi lên hết. Tại vì sao vậy? Vì nó không có cái chuyện gì để vướng bận cả. Chuyện gì mình cũng làm đâu đó đàng hoàng rồi. Nó chỉ vướng bận á, là khi nào nó có những cái mà nó còn vướng mắc, những cái mà nó chưa ổn ở trong quá khứ, cho nên cái đó vẫn cứ trồi lên lại. Thế nhưng mà chuyện đó là cái chuyện, nó vẫn là cái chuyện của pháp. Cho nên đơn giản là mình chỉ vẫn cứ lắng nghe nó thôi. Tức là vẫn cứ sáng suốt định tĩnh trong lành mà lắng nghe nó thôi. Thì nó sẽ hết trong thời gian nhanh nhất. Tức là ví dụ như là con ngồi tự nhiên nó cứ ngợi khởi, khởi là khởi gì? Nó khởi thường là khởi về một cái chuyện gì đó. Phải không? Giả sử như trước đây là con bị mất tiền, rồi cái là tự nhiên thấy mất tiền tức quá, sao cứ mất tiền như này, cứ nghi hoài, phải không? Cho nên cứ ngồi cái trường đó nó cứ diễn ra hoài, tức là nó phải có một cái lý do nào đó mà mình bị vướng mắc ở trong đó, cho nên bây giờ nó mới khởi ra. Còn bây giờ khi nó khởi ra rồi, tức là nó có lý do để nó khởi ra. Nếu mình cố gắng ngăn chặn nó đó, thì nên nhớ rằng là mình chỉ kéo dài cái thời gian khởi lên khởi xuống đó hoài thôi. Có thể là lúc đó mình ngăn chặn được bằng một cách gì đó, nhưng mà cái sự ngăn chặn đó đẩy nó vào trong vô thức. Nhưng mà tu là gì? Tu là phải hữu thức hóa vô thức. Tức là cái gì vô thức là mình phải đưa ra hữu thức hết, cho nó rõ ràng ra hết, chứ đừng có để cái nào mà nó không vô thức mà nó cứ khởi lên lung tung. Cho nên á, nếu nó khởi lên á, thì con cứ để vậy mà lặng lẽ quan sát thôi. Đó, quan sát á, thì con sẽ thấy rất là tức cười. Một lát sau á là tự động nó hết á. Một lát sau nếu mà con đừng có quan tâm vô đó mà phải cố gắng diệt nó, đừng có cố gắng làm gì hết á, con cứ để yên vậy thôi á, kệ nó vậy đó. Thậm chí là con có thể là nhìn nó với một nụ cười nữa là khác. Thầy có một cái bài kệ như thế này: nếu mắt con đã bệnh, nhìn hoa đốm lăng xăng. Bởi vì khi mà mắt của mình mà bệnh thì mình thấy hoa đốm. Nếu mắt con đã bệnh, nhìn hoa đốm lăng xăng, thì mặc tình hoa đốm, tâm như mỉm nụ cười. Tức là con cứ thấy như vậy thôi, thấy với một nụ cười nữa thì càng tốt. Nhưng mà nói nụ cười đây có nghĩa là mình thông cảm với nó thôi, chứ không cần phải cười một cách gượng gạo. Đừng có cười một cách gượng gạo. Nhưng mà lúc đó mình chỉ thấy nó như vậy với một cái sự cảm thông vậy thôi, tức là cái tâm mình không có phản ứng gì cả. Thì nó sẽ, thứ nhất là mình sẽ thấy cái sự sinh diệt, tức là mình hữu thức hóa vô thức đó nè. Thứ hai là nó sẽ không có một cái gì mà để cái bản ngã đó, không có cái bản ngã, không có một cái tác động nào được để làm cho nó nối dài ra. Vì vậy cho nên á, nó đi hết đà của nó là tự động nó hết. Bây giờ mình bắn một mũi tên, bây giờ không cần làm gì hết á, mũi tên đó nó đi hết đà, nó vẫn cứ xuống. Cái tâm nó khởi lên rồi á, mình cứ lặng lẽ đi đó, thì nó sẽ hết đà của nó sẽ xuống. Thì khi nó xuống á, con sẽ thấy một cái điều kỳ lạ là lúc đó cái tâm nó vắng lặng hoàn toàn, mà vắng lặng một cách tự nhiên, chứ không phải là con cố gắng để đạt được cái vắng lặng đó. Còn những người mà tu thiền định á, là cố gắng để mà dẹp cái đó đi để cho tâm định, cái đó là sai á. Cái đó có thể ngay lúc đó là tốt, có thể lúc đó mình thấy là mình thành công, nhưng mà nó sai.
Sai là vì sao? Là vì mình đẩy nó vô trong vô thức á. Đẩy nó vô trong vô thức thì nó sẽ trở nên ma giáo hơn, nó sẽ tìm cách khác nó ra, nó tìm cái đường khác nó ra. Cũng giống như một cái, nếu ở bên trong nó có không khí rồi thì nếu mà con ép ngã này á thì nó lòi ra ngã kia thôi, chẳng có cách nào mà con ép nó lại nhỏ lại được. Đó. Thế thì á, mà nếu con ép lại nhỏ lại á thì nó sẽ nổ cái bung liền. Cho nên á, cũng chính vì vậy mà có những người tu thiền định hay bị tẩu hỏa nhập ma là vậy. Quá ép cái tâm mình đi để cho nó ổn định. Đừng bao giờ làm như vậy cả. Cứ để nó tự nhiên thì nó, để tự nhiên thì nó sẽ một thời gian thôi, nó sẽ tự hết. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới thấy này, cái người mà thấy được một cái tâm khởi lên mà cho đến khi nó hết, người đó đã đạt được cái tuệ sinh diệt. Chẳng phải ít đâu á. Lúc đó là sẽ đạt được cái tuệ sinh diệt lắm, tức là cái tuệ nó còn cao hơn cái tuệ mà danh sắc này nữa. Cái tuệ sinh diệt á cũng cao hơn cái tuệ danh sắc. Tức là mình buông cái bản ngã ra không còn gì nữa cả, không có cái gì để mà xen vô đó để làm gì cả. Thì lúc đó mình chỉ sẽ danh sắc thôi. Mình thấy nó sinh diệt như thế nào thôi, cho mình không có xen vào, thì đó là tuệ thấy sinh diệt. Rồi nó còn cao hơn bậc nữa đó. Ai hỏi nữa? Cứ hỏi cho nó rõ. Cho nên thầy sẽ nói ít lại, nói cố gắng nói trong một tiếng đồng hồ, để còn lại là hỏi cho thật nhiều, cho nó ra cho hết.